Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Rơm, rạ và máy bay bôi Mình nghe thấy nó chẳng ăn nhập gì với nhau phải không các bạn? Nhưng mà thực ra các cái loại phế phẩm, phụ phẩm có thể biến thành nhiên liệu sinh học và phục vụ được cho máy bay trong ngành du lịch công dụng của AI là cá nhân hóa từng người khách, từng cái nhóm khách, để đưa ra những cái đề xuất và đặc lịch dự báo về sự thay đổi thị hiếu nhu cầu của khách hàng dự báo về hành vi về những chuyến bay trễ và cuối cùng là phân tích dư luận từ mạng xã hội với cái chất liệu vải bình thường nếu mà chúng ta mặc á, thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó nóng thì bây giờ người ta tráng lên đó một cái lớp mềm dẻo là có gốc là từ phấn và người ta có thể dùng bất cứ cái loại vải thông thường nào để tráng lên lớp phấn này nó giảm xuống được từ 8 độ cho tới 15 độ cho các bạn đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Vũ Kim Hạnh tôi đọc cái tựa lên các bạn sẽ thấy là nó khá là đối nghịch nhưng đó là một câu chuyện thật các bạn rơm rạ và máy bay boeing mình nghe thấy nó chẳng ăn nhập gì với nhau phải không các bạn nhưng mà thực ra có một hội nghị về vật liệu sinh học bền vững mà boeing chủ trì vừa mới diễn ra và người ta đã có một số những cái kết luận nó khá là thú vị ví dụ như là làm sao cái xu hướng chung hiện nay là giảm cái nhiên liệu hóa thạch thì trong cái hội nghị về vật liệu sinh học bền vững của boeing người ta có bàn nhiều về các cái loại phế phẩm phụ phẩm có thể biến thành ra là nhiên liệu sinh học và phục vụ được cho máy bay thì trong đó đặc biệt chúng ta chú ý là vì nó chắc là nó có liên quan đến mình nhiều là trong cái trữ lượng nguyên liệu thô sinh học mà sử dụng cho cái nhiên liệu sắp tới của Boeing đó là nó có tới 12% nhiên liệu mà sẽ sử dụng cho máy bay sắp tới vào năm 2050. Hiện nay là trong năm nước Đông Nam Á dĩ nhiên là trong đó là có Việt Nam mình rồi rơm rạ là một phụ phẩm hay là một cái phế phẩm nó rất là quen thuộc với lại nhà nông cũng như là với cái nền kinh tế của mình thì năm nước này là Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam cộng cái rơm rạ mà chúng ta thu hoạch được đó là nó lên tới 45 triệu tấn trong một năm với 45 triệu tấn đó thì là nó sẽ là một cái nguồn nguyên liệu rất là quan trọng đối với lại cái việc mà chúng ta đang định hướng là đưa ra những cái vật liệu sinh học bền vững. Dĩ nhiên là từ đây cho tới đó cái cuộc nghiên cứu làm sao để cho cái loại vật liệu này nó hết sức là bền vững, nó an toàn, nó phù hợp với lại xu hướng thay thế cho nhiên liệu hóa thạch là càng ngày nó càng được nghiên cứu sâu và càng được củng cố. Chúng ta cũng thấy rằng là với lại cái nguồn nguyên liệu mà là vật liệu sinh học bền vững này nó có thể làm giảm tới 84% nhiên liệu hóa thạch hiện nay đang sử dụng. Thưa các bạn, đó là những con số hết sức là hy vọng và chúng tôi mong là cái nghiên cứu cũng như cái kết luận của cái hội nghị về khoa học rất là nghiêm túc của boeing sẽ được tiếp tục tiến triển tốt và khi nào có những thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn tôi xin được tạm dừng câu chuyện mà mới đầu mình nghe mình thấy nó không nhập gì với nhau hết rơm rạ với lại máy bay boeing nhưng mà thưa các bạn mình nghe qua thì mình thấy nó cũng có cái triển vọng của nông nghiệp việt nam trong đó một chút một ứng dụng rất là đặc biệt và cũng rất là hiệu quả của AI trí tuệ nhân tạo trong ngành du lịch. Du lịch Việt Nam hiện nay là một ngành mà chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều chương trình như là trong một tuần gần cuối tháng 9 là chúng ta đã có tuần lễ về du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các bạn, công dụng đầu tiên khi người ta sử dụng ai vào để phát triển du lịch cho việt nam là người ta tận dụng cái ghi nhận của ai về những trải nghiệm khi mà đi du lịch của khách hàng khắp nơi ở trên các địa bàn khác nhau từ đó người ta cá nhân hóa các đề xuất và lên luôn cái lịch để mà ứng dụng cho những hình thức những cái nhóm khách hàng khác nhau ví dụ người ta thu thập bằng ai về số ngày đi về số tiền mà du khách người ta muốn chi dùng sở thích mà du khách khi người ta đi đến nơi này hay là nơi khác người ta xử lý toàn bộ những cái ghi nhận bằng ai đó để có thể kết luận ra những cái kế hoạch của những cá nhân mà người ta dự báo thứ nhì là người ta căn cứ trên những thông tin thu thập được qua những chuyến du lịch như hồi nãy chúng tôi có nói là cái trải nghiệm du lịch người ta bắt đầu phân tích cái dữ liệu lớn này để đưa ra những chiến lược tiếp thị đưa ra phân tích về nhu cầu của người tiêu dùng theo từng thời điểm một và từ đó có thể có những lời cảnh báo hoặc là những cái đề xuất rất có ích cho những người làm khai thác du lịch ở trong các lĩnh vực khác nhau từ vận chuyển tới lưu trú tới quà tặng vân vân thứ ba chúng ta thấy là ai còn dự báo được xu hướng đặt phòng của khách hàng và đồng thời theo như chúng tôi thấy một cái điểm mà chúng ta cũng còn phải rất là cân nhắc là ai cũng dự báo luôn về những cái chuyến bay trễ. Quy luật của những chuyến bay trễ đó là nó có cái vòng quay và người ta dựa trên sự phân tích Người ta đưa ra rằng loạt mà bay theo cái đường này trong khí hậu như vậy, trong những điều kiện về nhiên liệu như vậy vân vân là sẽ có thể bị trễ cái tỷ lệ là bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu vân vân và cuối cùng ai cũng giúp được một cách rất là cụ thể về thủ tục trong cái việc nhận phòng hay là ai còn làm một cái điều không xa lạ với cái tưởng tượng của chúng ta là nó theo dõi dư luận nó phản hồi lại tất cả những cái ý kiến của người khách hàng đặc biệt là phản ánh ở trên các phương tiện truyền thông và ở trên mạng xã hội Thưa các bạn, nếu như ý kiến của du khách mà gửi cho các cái hãng du lịch thì tất nhiên là họ phải tự lo cái chuyện phân tích. Nhưng cái gì xuất hiện trên mạng xã hội và ở trên lưới truyền thông thì AI sẽ làm tốt cái việc phân tích này. Có khi nó không để rơi rụng bớt những ý kiến thú vị mà cần thiết phải thu thập. Và nếu chúng ta thu thập bằng tay thì có khi là nó bị thiếu sót, thưa các bạn. Như vậy các bạn thấy là công dụng của AI từ cái chuyện là cá nhân hóa từng cái người khách, từng cái nhóm khách để đưa ra những cái đề xuất và đặc lực. AI có thể dự báo về sự thay đổi thị hiếu, nhu cầu của khách hàng, từ đó có thể giúp cho những cái nhà kinh doanh đưa ra những chiến lược tiếp thị, chiến lược giá, vân vân và nó có thể có những cái dự báo về hành vi về những chuyến bay trễ và cuối cùng là ai có thể phân tích dư luận từ mạng xã hội để có thể cung cấp cho những cái nhà kinh doanh này nghiên cứu và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng tốt hơn tôi xin tạm dừng thông tin về cách mà hiện nay các công ty du lịch và các nhà nghiên cứu về du lịch đang tận dụng ai cho cái việc mà nâng cao chất lượng dịch vụ của mình chúng ta nhận được một cái sáng kiến mới mà những người phụ nữ thích thời trang sẽ thấy rất là vui đó là người ta đã sáng chế ra được một cái loại vải mà có thể làm cho cái nhiệt độ ở bên ngoài nó rất là nóng bức nó giảm xuống được từ 8 độ cho tới 15 độ Thưa các bạn trường đại học Amherst của Massachusetts của Hoa Kỳ họ mới vừa đưa ra một kết quả như vậy tôi theo dõi kỹ một chút coi cái tính khả thi mà người việt nam chúng ta có thể ứng dụng được đó thì thấy là với cái chất liệu vải bình thường thôi nếu mà chúng ta mặc á thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó nóng thì bây giờ người ta tráng lên đó một cái lớp mềm dẻo là có gốc là từ phấn và người ta có thể dùng bất cứ cái loại vải thông thường nào để tráng lên lớp phấn này và nó làm cho nhiệt độ giảm thật sự mà nó không thay đổi tính chất của cái chất liệu của sản phẩm. Do đó là chúng ta có thể thấy nó không có dễ bong tróc ra và nó bền. Do đó người ta có thể giặt bằng máy được. Và như các bạn biết, thời trang chậm đó tức là thời trang với lại những cái chất liệu với lại những cái tính năng mới rất tốt cho người tiêu dùng và nhất định là không bán giá rẻ một cách ồ ạt à để cho có những người người ta chốt điêu xong người ta mua xong về người ta cũng không biết để làm gì thì thời trang chậm nó rất chuộng những cái loại vải chế biến bằng các cái nguyên liệu là thực vật hay là vải tái chế hay là vải có sự trợ lực của những cái nguyên liệu khác như là màng tráng mềm dẻo bằng phấn mà tôi vừa mới nói các bạn nhớ là Fastling hay là một số những công ty thời trang mà sử dụng khá là nhiều những cái vật liệu tái chế đó thì họ đã đưa ra những cái vải chống khuẩn, những cái vải chống ẩm hay là chống tia nắng của mặt trời Riêng tôi xin thưa với các bạn, tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ là tôi cực kỳ thích những cái đôi vớ tức là đôi tất ấy, mà nó làm bằng bã cà phê. Sáng nào thì tôi cũng mang cái đôi vớ đó đi bộ và đi một hồi thì biết là thế nào. Chân của mình nó cũng đổ mồ hôi vì mình đi nó cũng vài cây số, nó cũng tương đối xa. Và cái điều rất kỳ diệu là nó hoàn toàn không bị ẩm và nó không có mùi hôi chân. Tôi đã thử tặng cho một vài người bạn ở nước ngoài những cái đôi vớ này thì người ta đều đồng ý với mình là cái vớ mà làm bằng bã cà phê là thật sự là nó rất tiện lợi và nó mềm, nó bó vào chân nó rất dễ thương hay là những cái sơ mi vải mà người ta dệt bằng bột sen, vải người ta dệt bằng bã cà phê, vân vân thì các bạn thấy là hiện nay những cái loại vải mà nó có thay đổi một chút về chất liệu bằng cái phương thức mới là tái chế hay là hỗn hợp các chất liệu mà nó tốt cho môi trường đó là đang rất là được ưa thích và càng ngày nó càng thông dụng hơn cái thông tin về cái việc mà vải tráng một cái lớp như là phấn đó là có thể làm giảm được cái nhiệt độ bên ngoài và cái thân nhiệt khi mình mặc áo vào đó từ 8 tới 15 độ thật sự là một điều mà chúng ta rất là quan tâm thưa các bạn. Nhờ vào công nghệ mới về vật liệu thưa các bạn, càng ngày thì các sản phẩm theo kinh tế tuần hoàn nó càng giúp ích được cho sự tiết kiệm về nguyên liệu tài nguyên và đồng thời lại bảo vệ môi trường và tốt cho sức khỏe của chúng ta tôi xin tạm dừng cái việc giới thiệu loại vải mà nó giảm cái nhiệt độ như vậy và xin hẹn gặp lại các bạn trong 5 phút tiếp theo